6 giờ sáng ngày 31 tháng 1, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Báo Thanh niên và Nhãn hàng Pepsi đã phối hợp tổ chức chương trình chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy 2016, đưa hàng ngàn sinh viên ở vùng sâu vùng xa về quê đón Tết Bính Thân. Đây là chương trình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2009. Chương trình năm nay được triển khai hỗ trợ miễn phí xe cho 1.125 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về 14 tỉnh thành gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Xuống đây học 3 năm rồi. Cảm giác thì nó năm nay nó được vé xe về Tết kiểu khác với năm trước. Thì mình cảm giác là rất là vui và hạnh phúc. Em được về với rất nhiều các bạn ở Sơn La. Còn khi em về ở bến xe thì thường là em phải tìm xe rất là vất vả. Còn ở đây thì có xe của các bạn và có các anh chị hướng dẫn. Khoảng hơn 7 ngày nữa thì mới tới khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhưng ngay từ lúc ở đây tôi đã có thể cảm nhận được bầu không khí Tết tới tại công viên Thống Nhất. Rất nhiều những người con xa xứ tới với Hà Nội, họ tới đây để học tập, để làm việc. Và lúc này đây thì họ chuẩn bị để bước lên chuyến xe Tết để trở về quê, sum vầy với gia đình và bạn bè, với những người thân yêu của mình. Để chúng ta xuất phát chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy.